Nếu như mà để mà đi chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động thì nó cũng bình thường đúng không ạ? Nhưng nếu hôm nay ở đây những bác nào mà bất chợt mà gặp được chiếc video này của em Hương mà thích đi dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao mà đặc biệt là thích số sàn thì hôm nay em Hương sẽ lên sóng một siêu phẩm nhé, cực kỳ hiếm luôn. Hôm trước thì em có về một chiếc xe Xpander số sàn thì lên sóng trong vòng 24 giờ là đã về với chủ mới rồi. Thì em rất là mong rằng sau khi em update video này lên thì chiếc xe này cũng sẽ lại về với chủ nhân của em nó. Nếu như bác nào thích dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV thì nhắc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Em này là Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà số sàn, giá chào bán chỉ có 366 triệu thôi, biển Hà Nội nhé, 366 triệu, tức là sở hữu một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao chỉ với giá trên 300 triệu. Em này được sản xuất vào năm 2015, một chủ sử dụng các bác nhé, chỉ có một chủ sử dụng thôi. Số sàn đẹp luôn, đen là đèn bi salon, có đèn gầm đầy đủ rồi. Hệ thống trang bị có phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước các bác nhé. Lốp lát thì còn rất là sâu luôn. Cam kết không đâm xô, không ngập nước, chủ mã đầy đủ điều kiện để khách hàng nhà mình sang tên hay là đổi chủ này. Trên gương có tích hợp luôn gương nhé, xi nhan trên gương các bác nhé. Em sẽ quay luôn khoang bên trong bác tài luôn. Một chiếc xe Eco Sport với động cơ trang bị 1.5. Đây các bác này, đời 2015 zin đẹp luôn. Máy số zin cực kỳ cao cấp chất lượng luôn. Nếu như 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động thì có rất là nhiều sự lựa chọn, nhưng nếu mà các bác vẫn thích số tự động, vẫn thích số sàn nhưng mà 5 chỗ ngồi gầm cao thì không thể bỏ qua được chiếc xe Eco Sport của em Hương ạ. Em này một chủ sử dụng. Một chủ sử dụng gốc Hà Nội. Riêng cái phần này đều là bằng vải này. Táp ly của Eco Sport sẽ khác những dòng khác nhé. Nó giống hoa hoa như này. Gương kính này vặn này. Gương kính auto tự động này, chỉnh gương lên cho em. Có hộc đầy đồ cá nhân. Em sẽ quay luôn là khoang động cơ máy móc của xe này. Nói chung là nhìn bên ngoài hay bên trong thì dòng số sàn và số tự động nó không khác nhau quá là nhiều. Đối với em Ford Eco Sport này thì em Hương cũng có này, tổ hợp phím bấm nghe gọi và có luôn cả khẩu lệnh chân vô lăng, túi khí an toàn trang bị ở chân vô lăng. Và bên ghế phụ này, điều hòa auto tự động số sàn đây. Số sàn cho những bác nào thích cảm giác đi số sàn, thích số sàn hơn số tự động. Có nhiều bác thì muốn là đi số tự động cho nhàn, nhưng nhiều bác thì muốn cảm nhận cái đi số sàn cơ. Có cổng sạc 12V này, có cổng USB này, phanh tay đây. Phanh tay cực kỳ sắc nét luôn. Các bác nhìn phần ghế này, còn nguyên những cái bút chấm sơn nguyên bản luôn. Tablo đẹp căng, màn hình thì lên màn hình Santech rồi, siêu lớn luôn nhá. Tablo cũng như là táp ly hoa văn cực đẹp luôn. 366 triệu cho một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn, em thấy quá là hợp lý đúng không ạ? Từng con ốc nhỏ nhất thì em cũng quay để khách hàng nhà mình cùng xem nhé. Gương kính thì auto tự động rồi, có lẹp chắn, lẹp đều là hết, tất cả là ốp chrome cao cấp nhá, ốp hết chrome cao cấp rồi. Từng con ốc nhỏ nhất đây em cũng quay, phải nói là xuất sắc và phải nói luôn là em này thuộc top hàng hiếm nhá. Eco Sport số tự động thì lúc nào nhà em Hương cũng sẵn từ 5 cho đến 7 đầu xe. Đấy là số tự động nhé. Còn nếu như số sàn thì em chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Mà zin đẹp toàn xe. Em này trang bị cũng khá khá, túi khí an toàn đấy ạ. Được, vừa rồi em đang nhìn thấy đây là bên đây có, bên sườn có này, bên hông này có này. Em này ít nhất là phải 6 túi khí an toàn các bác nhé. Em này cũng giống như bản số tự động vậy, rất là nhiều túi khí an toàn. Lốp lắp rất là dày, hệ thống phanh cực đẹp luôn. Phanh này đấy. Nước sơn màu nâu đẹp. Nếu như bác nào hợp phong thủy hay là không khắc phong thủy thì các bác cứ alo cho em Hương đi ạ, 0354602790. Eco Sport số sàn động cơ 1.5, giá chào bán 366 triệu, đời 2015. Cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí đầy đủ hết cho em rồi nhá. Bắt thình lình mà đi trên đường bắt gặp một chiếc xe mà cõng trên lưng một chiếc ba lô con cóc như thế này thì ít nhiều bác cũng thể đoán được đây, à đây là chiếc xe Ford Eco Sport này. Ở phía sau cốp thì có một nút mở một trạm thông minh. Khoang cốp của em này nó sẽ mở khác hoàn toàn so với những dòng xe khác. Nếu những dòng xe khác là các bác phải nhấc từ dưới lên thì em này nó sinh ra với một cái tính cách cực kỳ ngang ngược luôn. Đó chính là mở ngang. Đây, đây là toàn bộ khung cảnh của khoang cốp khi các bác mở cửa đây ạ. Từ cái bấm đinh tán hay cái máng nước hay cái gioăng, nó phải gọi là siêu xuất sắc luôn. Rất ít khi mà em Hương dùng một cái từ xuất sắc nào cho một chiếc xe, nó phải thật sự quá là ưng ý thì em Hương mới dùng nhá.
Còn dòng eco này nó sẽ không giống như dòng khác. Phần keo chỉ này nó cũng sẽ không giống như dòng khác đâu, mà nó sẽ gập trực tiếp vào như thế này. Nên các bác đi xem xe chú ý cho em nhé. Cái phần lắp này nó sẽ gập vào như thế này chứ không chạy keo chỉ như những dòng khác đâu. Đấy, khoang cốp cực kỳ rộng rãi, quan trọng là ốc nhái này. Khoang hành lý của em 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn này cũng vậy, 5 chỗ ngồi rất là rộng luôn. Vì lốp sô cua đã treo ở trên lưng rồi, cõng trên lưng rồi, nên là dụng cụ tăng kích lốp thì được thiết kế ở đây nhé. Gập cái thảm này xuống là không nhìn thấy luôn, cực kỳ tinh tế gọn gàng luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao mà chỉ có trên 300 triệu. Đóng cửa vào đây ạ. Còn đây là bên đây nhé các bác này. Tất cả những đường lồi sắc nét, các bác có thể hình dung rằng một chiếc xe đẹp nên là em Hưng về phát nên sóng luôn. Mặc dù bên ngoài nó hôm nay Hải Dương nó hơi mưa một chút nhưng không sao, bùn đất nó không nói lên được chất lượng xe. Em chỉ cần xịt rửa thôi là sạch sẽ ngay, nhưng em vẫn lên sóng. Để những bác nào thật sự quan tâm này, vì xe về số lượng nó chỉ có một chiếc thôi, đến khi các bác xem được trên YouTube hay xem được trên fanpage của em lên, muộn 1-2 ngày em lại bán rồi, thì các bác lại quay ra check em là không để cho anh. Nên bác nào quan tâm thì cứ nhấc máy cho em thôi ạ. Xe đẹp căng, cam kết rồi, không đâm xô, không ngập nước, không lỗi nhỏ, không tranh chấp giấy tờ. Nếu như phát hiện ra những cái em Hương nói trên thì cho các bác giả xe em Hương luôn. Đời 2015 thì gương kính tất nhiên phải liền đời rồi. Túi khí an toàn trang bị quanh xe ở phía dưới, bác chủ cũ cũng mua một cái lót thảm bằng cao su luôn, vừa dễ dàng vệ sinh là vừa sạch sẽ này. Ghế các bác nhìn này, đây túi khí này, bên ghế có túi khí này, rất là nhiều túi khí luôn. Đó. Ghế vải thô cao cấp luôn. Móc khóa này cực kỳ sáng luôn nhá. Xin nhan chân gương, hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng. Lẹp chân kính vỉ chắn mưa thì em này không có vỉ chắn mưa, nhiều bác không thích lắp nên em cũng để nguyên như vậy. Vừa rồi thì em Hương đã quay chi tiết về bên ngoài và bên trong nội thất, nhưng phần quan trọng nhất luôn luôn là một phía cuối nhé, tức là khoang động cơ máy móc. Bây giờ em sẽ quay luôn khoang động cơ máy móc để khách hàng nhà mình cùng xem nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc, một trong những cái bộ phận mà các bác đi xem xe quan tâm nhiều nhất. Thất bại hay thành công nó ở cái khu vực này đây ạ. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng với những cái dây, các bác nhìn là hệ thống này, nước làm mát màu hồng. Những bác nào phải yêu xe thì mới có thể là đổ cho em nó cái nước làm mát khi mà hết rồi phải ra tiệm này. Máng nước hai bên không hề bị đâm, không hề bị biến dạng này. Động cơ này, bốn máy cực lớn luôn. Bút chấm sơn hay những cái đánh dấu để chứng tỏ rằng em này nguyên bản thì vẫn còn nguyên. Ụ giảm chấn giảm sóc hai bên, động cơ khoang máy móc đây, cực kỳ sạch đẹp và khô ráo, không hề rỉ sét, không hề gì dầu. Và máy số không hề bị đâm va, đấy là cam kết cho khách hàng nhà mình. Thảm chống nóng giảm nhiệt, những cái này có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà có cái này chứng minh một điều là bác đi rất là ít thôi, xe còn giữ được như thế này, vừa chống nóng vừa giảm nhiệt. Lắp cabo hay cũng như là khoang lắp cốp của xe, thì đối với dòng eco này nó không chạy keo chỉ zin giống như những dòng xe khác, bản sedan hay những dòng khác mà nó sẽ gấp trực tiếp luôn như thế này các bác nhé. Vì sao em phải luôn tục thanh minh như vậy là vì hôm trước có một bác đến xem xe lại cứ bảo là cái này không còn keo chỉ zin, lắp cabo và lắp cốp. Thì có những đời và những dòng khác nhau nó sẽ thiết kế khác nhau, không phải là 100% xe nó sẽ thiết kế như nhau. Nên em muốn giải thích cho một bác cho một chút. Nếu như bác nào hiểu rồi thì không sao, nhưng nếu như các bác không hiểu thì lại nhận định cái xe của em nó không được đúng ấy. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao mà giá chỉ có 366 triệu thôi. Một siêu phẩm Ford EcoSport số sàn, được sản xuất vào năm 2015, giá chào bán 366 triệu, máy số zin, sơn zin và một chủ sư tư nhân sử dụng. Thật sự nếu như bác nào quan tâm thiện chí thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Hương 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn cũng hỗ trợ cho mình một cái giá tốt nhất này. Đừng quên địa chỉ bên em 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác chỉ cần gõ vào Google Trường Đại học Hải Dương thì em đây, em Hương nằm ngay bên cạnh Trường Đại học Hải Dương nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Rất mong rằng sau 24 giờ em đăng tải, chiếc xe này sẽ tìm được chủ nhân thích hợp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.